năng suất sao là lướt. Măng này măng trúc, măng ngọt. Mua ở chợ về là mình lấy về luộc. Có thêm gì nữa? Măng trúc vẫn luộc. Cái này chẳng luộc à? Măng này người ta chia sẵn rồi. Hả? Măng này người ta ủ sẵn rồi, mình lấy về thái ra là sao luôn. Không luộc à? Không. Ngâm, ngâm nữa. Ngâm cái gì? Người ta làm sẵn ở chợ rồi, bây giờ về chỉ có rửa thôi. Đúng, nghĩa là người ta luộc qua là? Không, luộc mất rồi, măng luộc rồi còn. Măng trúc, xào lên luôn. Đây là lốt đây. Ừ. Thì ở đây là lốt, rửa là lốt, xào măng trúc. Ừ, được, vẫn đủ được. Đây. Măng trúc xào lá lốt. Đây bên dưới nó nhìn nó xấu nhỉ. Này. Này một lá nữa thôi. Má này xào nhanh lắm. Xào một lúc là chín rồi bởi vì nó đã vốn chín rồi. Là măng thì đã luộc sẵn rồi ra chợ để bán. Thật là luộc rồi. Thôi mở nhé. Nó bị hết ra. Cái này cái miếng này to quá, không nước nhỏ thì mình cứ đi trắng lên. Cho tí mơ, măng phải nhiều mỡ một tí. Cho tí thịt băm. Nhà có gì cho đấy. Đủ gia vị đi, mình tính ra cho. Thôi. Có chứ nhỏ, phải nữa. Không biết sao phải nữa luôn. Đấy. Măng trúc rất là trắng nha. Người ta luộc sẵn rồi, mình lấy về chỉ ra chợ để mua về cước và xào nên cũng phải ngâm để nước mà để nó đỡ đỡ hỏng. Thì thịt chỉ tan hết rồi. Sai. Để cho nó ngon. Lửa vừa vừa. Lâu quá này, mà không ăn đâu. Được.
đủ chín đây, lá lốt chín, măng chín rồi. Đấy, bát đấy. Thế đấy là đều được một món măng trúc rồi, ngon tuyệt vời, xào lá lốt. Đây đây đây, ngon, đổ cái bát canh đi đây. Vậy là đều món măng trúc xào lá lốt nha, nhìn trắng rồi. Mời các bạn thưởng thức.